đây mới đúng nè. Khiến cho tim mẹ được yêu, mẹ muốn sống thật lâu để nhớ ta được mãi bên nhau. Mâu Thủy khoe bầu 6 tháng nhưng vẫn nhảy cửa sung, chia sẻ mới 2 tháng đã tính còn học trường nào, sau này ra sao. Sau nhiều lần vướng tin đồn bầu bì, Mâu Thủy cuối cùng cũng công khai thông tin về con đầu lòng khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Trên trang tài khoản mạng xã hội của mình, người đẹp sinh năm 1992 đăng tải đoạn clip thể hiện vũ đạo bài hát của ca sĩ Tóc Tiên, kèm dòng trạng thái tính bắt trend nhưng Mâu con bảo mình hãy tự trọng nên thôi làm mẹ rồi nên nghiêm túc xíu, bước qua giai đoạn mới trong cuộc đời nên bớt giỡn nhà thỉ. Trong video có thể thấy dù bầu vượt mặt nhưng tính cách lầy lội của cô vẫn không bỏ khiến cộng đồng mạng thích thú trước mẹ bầu chịu chơi này. Bên cạnh đó, Á hậu Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 cho biết tin vui này đến với cô trong thời điểm bất ngờ nhất và đây chính là điều thiêng liêng mà cô luôn nghĩ đến. Trên trang cá nhân, cô nàng cũng tung loạt ảnh khoe bầu vô cùng xinh đẹp cùng bài viết dài chia sẻ cảm xúc khi lần đầu làm mẹ của người đẹp. Trước đây lúc 18-19 tuổi, Thủy từng mong muốn năm 24 tuổi mình sẽ có con, nhưng tới 24 tuổi lúc ấy đang vui chơi hết mình còn nhiều điều chưa làm được và những ước mơ của mình đang thực hiện và 24 tuổi vẫn còn trẻ chán. Chắc thôi 28 tuổi nhé Thủy ơi, và 28 tuổi nhiều biến cố xảy ra, điều kiện không thuận lợi để thực hiện chuyện sẽ có con nên Thủy để lời hứa hẹn này cho thời gian sau. Nhưng có một người chị hỏi Thủy rằng, Thủy, em có từng có suy nghĩ làm single mom không? Không, em chưa bao giờ muốn như vậy. Em rất may mắn sống trong một gia đình hạnh phúc và em cảm nhận rất rõ ràng sự đầy đủ cảm xúc trọn vẹn đó. Và em mong muốn sau này con em cũng sẽ có được điều ấy. Xin muộn chút cũng được, tại vì em nghĩ những single mom chắc phải mạnh mẽ lắm, mà em chưa đủ mạnh mẽ như vậy. Người đẹp tâm sự em bé đến với cô là điều bất ngờ. Bên cạnh niềm hạnh phúc, cô có rất nhiều cảm xúc từ lo lắng, bất an đến sợ. Bởi thời điểm đó cô vẫn nghĩ mình chưa đủ thời gian, kiến thức để sinh con, cũng là do bận rộn công việc. Cuộc sống thì tin vui lại bất ngờ đến với cô nàng. Mâu Thủy còn cho biết con của cô có biệt danh là Mâu Con, và thế là Mâu Con gõ cửa bất ngờ trong sự ngỡ ngàng, tưởng rằng sẽ hạnh phúc lắm nhưng không. Bao nhiêu sự lo lắng, bất an, run sợ về cái tính lo xa của mình, mới có 2 tháng là tính con sẽ học trường nào, sau này ra sao rồi thế nào, mốt nó lớn cũng sao mình thôi. Đang là một người vui, đang chơi bất ngờ, làm mẹ. May sao có ba của Mâu Con luôn trấn an mình và luôn ở bên chăm sóc mình. Đến nay Mâu Con đã được 6 tháng, cứng cáp hơn rồi mới dám khoe với bà con cô dì chú bác. Không mong gì hơn chỉ mong con khỏe và ra đời với sự chào đón của cả thế giới đây. Gu của Thủy giống như là sẽ là một anh chàng ngọt ngào nè, ga lăng, dĩ nhiên là phải yêu mình. Quay, sao mới gặp lần đầu mà đôi mình quay. Anh ơi anh à, anh bắt bùa gì mà lại làm em yêu vậy. Ngay sau khi công bố tin vui, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp lẫn người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng Mâu Thủy, đồng thời trong chờ ngày cô nàng hạ sinh nhóc tỳ được bồng bế nhóc tỳ trên tay. Trước đó hồi cuối tháng 7, Mâu Thủy cũng bất ngờ khoe khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn, dù đã công khai nhưng người đẹp vẫn giữ kín thông tin về chồng sắp cưới. Tuy nhiên, một số cư dân mạng đã bắt gặp những lần cô cùng một người đàn ông được cho là bạn trai cô tay trong tay xuất hiện tại một sự kiện, khiến nhiều người không khỏi tò mò và thích thú, cũng mong cô sớm công khai danh tính bố đứa bé cho người hâm mộ cùng biết. Còn bạn có suy nghĩ như thế nào, và đừng quên để lại lời chúc cho cô nàng nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.